Nhà về
thông nha mà này có man ôn nang cái bột này chà khí đèn ơi có đi lọc đèn ấy có đi quay chứ có mà nhậu nhá hát buồn luôn ôn trang chế sau mò chế cười nhiều người đoàn nôn nua cười đoàn già rơi vời mạng thương con mở về là nhà nhà anh vừa sau chẳng có nhà leo lên rơi vài vui hết vấn la hai tập nữa nha hai tập nữa như đang không chỉ cho làm tập đối với một cái tiếng chuyện xin mời cho ma u nam ư đa rồi
Hẹ đi măng nói mò măng ai mà kia về bố lại nói lại thêm đôi rồi vậy anh hát mà anh đi bảo chán chê un thì mà pha cha xin mời un non để mà hoài thầm vui gọi là đi về luôn đấy, biết nghe đấy, cái người chê đi kéo mà tiền ơi chùa cái này đi 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 hát chẳng on anh đừng mà chê cùng ngài un ba ông bao un mang hoạch giang hoạch nhớ lòng chiều chiến rạc un con mang ngựa nhà anh con khó mà lắm mà đeo ồn à ơi đến dùng ở mô ngay chơi qua đêm mưa gió ồn hay hát kiểu nào nhỉ? Em chưa biết hát nào. Mới tập hát đây. Cái người là ghét nhất đấy. Chạm nhỉ? Hay là chiều đây nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi chơi, mùa ít quẻ về là ơi còn đây. Theo em mà bằng lòng trời thương bị dùng một nhà vong nhà em như là ôn nơi xin cha em nhân chi ra ôn ơi để mình tiếp tục đi về nhà em ra dò chúc ô
đó đây đứng xa cảm ơn chúng bạn mà qua không nếu mà có khỏi nhà con đưa ra rồi về ôn nơi rồi cảm ơn anh chị nha.